nhưng chị là bán đồ gì đấy ạ? Bán hàng khô. À, thế mình có bị hư hại gì nhiều không chị? Chị đánh nước đánh sóng mỏng nước đầy quá. Đầy quá đấy lần nó lại tràn lên lần mọi lần này nó lại đầy mức độ các cái tả hàng của chị nó bước lên cao quá. Mình bán hàng đây bao năm rồi chị? Chị bán hàng đây là ra cái chợ này là năm nay 18 năm rồi. Đã bao giờ chị chứng kiến cái cảnh mà mưa ngập? Chưa, chưa bao giờ ngập đầy như này. Chị những ngập nó chỉ ngập bình thường thôi, đến đây thôi. Nhưng lần này nó ngập quá thì khách quầy hàng của chị, hàng khô của chị nhiều. Như bình thường em hỏi chút là bình thường như hôm qua thì mình lúc mấy giờ thì nhận thông tin và mình có kịp được cứu được nhiều hàng hóa của mình không ạ? Có thông tin mấy hôm nay thì nhà chị là chuẩn bị tinh thần chỉ là mưa bão này nhà chị có hàng khô lên cao rồi. Nhưng vấn đề là lần này nó cao quá. Nhưng mình cụ thể là mình bị thiệt hại những gì hả chị? Ướt những gì ạ? Ủi hàng khô của chị đang nhiều thứ lắm. Nó chứ sóng nó đánh lên nhà cái đi xe vào gạo rồi hàng rồi các thứ như là lạc hết các kiểu của chị nó vẫn bị ảnh hưởng tạp hóa hàng khô mắm muối các kiểu. Hôm nay chị có bán hàng không hay là tạm nghỉ? Không, hôm nay chị nghỉ vào chị dọn hàng. Cho em xin họ tên của chị với. Xem xin họ tên của chị. Chị Đặng Thị Lệ. Đặng Thị Lệ, chị năm nay bao tuổi ạ? À, chị năm nay sinh năm 76. À rồi. Ở đây thì ngày nào cũng ngập. À, cứ mưa to là ngập. Cứ mưa là ngập. Nhưng mà có bao giờ ngập sâu như thế này chưa? À, bây giờ là sâu nhất. Gọi là từ năm 2008 bây giờ là trận thứ hai. Là cứ mưa là ngập. Như đồ đạc nhà mình có bị hư hại gì không anh? Hư thì bây giờ các bể nước các đồ đạc trong nhà bây giờ hỏng hết. Bây giờ toàn bên lô lên thứ hai. Cuộc sống của mình có bị sinh hoạt của mình có bị xáo trộn nhiều không ạ? Thì bây giờ có làm ăn gì đâu, bây giờ thì toàn ở nhà đi đâu. Mình dùng thuyền là mình chở cái gì đấy ạ? Đây, chở hoa quả ở chợ về. À, tức là mình bán ngoài chợ đúng không? Bán ngoài chợ hoa quả, bây giờ ngập như này thì bây giờ chở hoa quả về. Anh cho em xin lại cái họ tên của anh với. Nguyễn Duy Chiến. Dạ. Nguyễn Duy Chiến. Nguyễn Duy chỉ có đứng lên thùng vậy thôi. Tức là mình không có chồng ngủ anh như thế nào? Đứng dưới nước. Tức là bình thường thì mình ngủ dưới sàn nhà. Như tối hôm qua thì coi như là mình không ngủ được tí nào luôn hả anh? Dạ. Như tối hôm qua thì mình có ngủ được chút nào không anh? Có, ướt hết máy. Máy móc của mình ấy. Máy móc ướt hết. À. Còn như tối hôm qua là nguyên thức đêm cả tối hôm qua luôn. Như bình thường phòng mình có mấy người ở anh? 8 người cơ. Thế là 8 người, 8 cái thùng à? Vâng.